Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự tối thứ ba ngày 31 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tối nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin chính sau. Thừa Thiên Huế chủ động gỡ nút thắt, tạo sức bật trong quá trình phục hồi kinh tế. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại. Thành phố Huế từ lâu nổi tiếng là thành phố của cây xanh, trong đó có hơn 600 cây cổ thụ được đưa vào hệ thống quản lý đặc biệt. Cùng với một tầm nhìn về quy hoạch thì văn hóa ứng xử đối với cây xanh cũng tạo nên sự khác biệt trong việc gìn giữ và phát triển mảng xanh cho thành phố. Tin chi tiết, chiều nay Quốc hội thảo luận tại tổ về luật dân chủ cơ sở và luật phòng chống bạo lực gia đình. Phiên thảo luận tại tổ 8 gồm các đoàn Hà Giang, Hải Dương, Hậu Giang và Thừa Thiên Huế. Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn và các đại biểu Thừa Thiên Huế tham gia đóng góp những ý kiến hoàn thiện luật. Phiên thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến tham gia sôi nổi, chất lượng. Đối với luật phòng chống bạo lực gia đình, các đại biểu tập trung vào các biện pháp phòng ngừa, tăng cường bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, xây dựng cơ chế phối hợp và các điều kiện đảm bảo để thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình, khuyến khích xã hội hóa công tác phòng chống bạo lực gia đình. Đối với luật thực hiện dân chủ cơ sở, ý kiến các đại biểu đã phân tích và đề xuất nhiều nội dung liên quan đến việc đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động và trách nhiệm giải trình của chính quyền cơ sở, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp, cụ thể hóa đầy đủ các chính sách trong đề nghị xây dựng dự án luật nhằm khắc phục những hạn chế bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi theo hướng tăng cường các biện pháp bảo vệ cả quyền con người, nâng cao hiệu lực hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội, cũng như vai trò của gia đình về lĩnh vực này. Trong khi đó, luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành nhằm đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân. Sáng nay, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương đã có buổi tiếp xã giao bà Đổng Bích Du, Tổng lãnh sự Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Tổng lãnh sự Trung Quốc đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế xã hội, y tế, giáo dục của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua, nhất là tỉnh đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế đối với các nhà đầu tư Trung Quốc trong thời gian qua, bà Đổng Bích Du cho biết, trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, giao lưu hữu nghị giữa các địa phương Trung Quốc với các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế. Bên cạnh thông tin nhanh tổng quan về kinh tế xã hội của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với Việt Nam nói chung và với tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là đã tích cực hỗ trợ vaccine để tiêm cho người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Trung Quốc đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo việc làm cho hàng nghìn lao động và đóng góp cho ngân sách địa phương. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư từ Trung Quốc đến tìm hiểu đầu tư cũng như phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn trên cương vị công tác, bà Đổng Bích Du sẽ quan tâm hỗ trợ làm cầu nối thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam Trung Quốc nói chung và giữa tỉnh Thừa Thiên Huế với các địa phương của Trung Quốc nói riêng trong thời gian tới để thúc đẩy quảng bá, giới thiệu văn hóa, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến với nhiều nhà đầu tư của Trung Quốc. Nhân tháng công nhân năm 2022, sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ đã có buổi gặp mặt với hơn 220 đoàn viên nghiệp đoàn xích lô du lịch nhằm lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, đồng thời định hướng xây dựng hình ảnh xích lô du lịch Huế thân thiện, lịch sự. Hiện nay, hoạt động của nghiệp đoàn xích lô du lịch vẫn còn những khó khăn tồn tại. Một số đoàn viên chưa có ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và chính sách pháp luật. Sự cạnh tranh của các lao động hành nghề xích lô ngoài nghiệp đoàn, sử dụng xe xích lô có cản động cơ, treo kéo khách, gây ảnh hưởng đến hoạt động của đoàn viên nghiệp đoàn và gây mất an ninh trật tự. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ biểu dương và chia sẻ những khó khăn, nỗ lực vươn lên của các đoàn viên nghiệp đoàn xích lô du lịch trong thời gian qua. Bước vào thời kỳ phục hồi kinh tế sau đại dịch, đặc biệt là sự phục hồi mạnh mẽ của du lịch, lãnh đạo tỉnh mong muốn sự đóng góp chung tay của các đoàn viên để xây dựng hình ảnh xích lô Huế như một thương hiệu của du lịch cổ đô. Mỗi đoàn viên xích lô trở thành một hướng dẫn viên du lịch, nâng cao ý thức, kỹ năng hành nghề, lối ứng xử văn hóa, quan tâm, nâng cấp trang thiết bị phương tiện, tạo lòng tin, sự yêu mến của du khách. Xây dựng hình ảnh xích lô du lịch Huế thân thiện, lịch sự. Các ban ngành liên quan cần hỗ trợ về vấn đề vay vốn, nâng cấp phương tiện, bến đồ, trang phục, trang bị kiến thức về an toàn giao thông, kiến thức văn hóa ngoại ngữ cho các đoàn viên trong nghiệp đoàn.
Sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2026, thông qua một số nghị quyết về bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố Huế. Tham dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Huế Phan Thiên Định. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Huế dành phần lớn thời gian để nghiên cứu, thảo luận các tờ trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế trình Hội đồng Nhân dân thành phố Huế xem xét thống nhất điều chỉnh tổng mức 9 dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách thành phố Huế quản lý với số vốn hơn 39,6 tỷ đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách thành phố quản lý 11 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.336 tỷ đồng. Cùng tại kỳ họp, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế trình Hội đồng Nhân dân thành phố Huế phê duyệt chủ trương đầu tư 19 dự án đầu tư xây dựng trên các lĩnh vực giao thông đô thị, hạ tầng cùng công nghiệp, điều chỉnh chủ trương đầu tư 4 dự án là chỉnh trang các điểm xanh khu vực Hồ Thành Hào, chỉnh trang công viên 3 tháng 2 giai đoạn 2, dự án trường mầm non An Hòa khối nhà 3 tầng, 3 phòng học và 3 phòng chức năng, dự án trường mầm non An Tây hạng mục khối nhà 3 tầng 6 phòng học và 5 phòng chức năng. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Thành ủy Phan Thiên Định khẳng định, việc các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp chuyên đề lần này sẽ kịp thời thể chế hóa các quy định của Trung ương, phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của địa phương, tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện. Việc kịp thời bổ sung điều chỉnh các dự án trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 của thành phố Huế cũng như phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án xuất phát từ yêu cầu thực tiễn nhằm đẩy nhanh tiến độ phát triển hạ tầng giao thông, xây dựng cơ sở vật chất trường học, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế trong nhiệm kỳ mới 2021-2026. Với tinh thần đổi mới và thực hiện các giải pháp quyết liệt, Thừa Thiên Huế chứng tỏ quyết tâm kiến tạo một môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng và tạo điều kiện thuận lợi nhất để kêu gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước. Một trong những kết quả nổi bật trong thời gian qua đó là sự chủ động nhận diện và tháo gỡ những nút thắt nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn, tạo sức bật trong quá trình phục hồi kinh tế sau hơn 2 năm ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự. Với phương châm thân thiện, đúng hẹn và đơn giản, hiện nay hơn 2.200 thủ tục hành chính của tỉnh Thừa Thiên Huế đã được cung cấp lên cổng dịch vụ công trực tuyến, trong đó mức độ 3-4 chiếm khoảng 70%, tạo sự thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Nói chung là khi mà lên tại trung tâm một cửa thì cái giải quyết nó thuận tiện rất nhiều cho doanh nghiệp, tại vì từ các thủ tục như về pháp lý rồi giấy phép đăng ký kinh doanh, nhưng nói chung là rất thuận lợi. Xác định được những cái rào cản của là doanh nghiệp, của tổ chức, của công dân để là đơn giản hóa tham mưu, đơn giản hóa các thủ tục hành chính và cải thiện hơn nữa về cổng dịch vụ công để phục vụ tốt hơn cái nhu cầu thực hiện là thủ tục hành chính. Một số dự án chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân cũng đã được tháo gỡ kịp thời, trong đó dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường Hà Nội ngay trục chính trung tâm thành phố Huế trước đây bị chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng, điều chỉnh thiết kế thì nay tiến độ đã được khôi phục, phấn đấu thảm nhựa trong tháng 6 này. Mặt bằng hiện nay là đã cơ bản hoàn thành, đơn vị thi công cố gắng triển khai là tất cả các mũi tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị để thi công ngay cả vào ban đêm để cho đảm bảo tiến độ công trình. Đầu năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập 4 tổ công tác đặc biệt về xúc tiến và hỗ trợ đầu tư. Kết quả bước đầu, các tổ công tác này đã chủ động thảo gỡ nhiều khó khăn vướng mắc của các dự án. Thứ nhất là đối với cái danh mục dự án thì mình phải chủ động tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi và cùng phối hợp với các ngành để làm chuẩn bị cái mức độ tỉnh sẵn sàng. Thì gồm có các cái việc, thứ nhất đó là các cái quy hoạch. Bởi vì muốn kêu gọi đầu tư được thì nó phải đảm bảo theo quy định, là thứ nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, rồi là kế hoạch sử dụng đất, rồi là các cái quy định về chuyển đổi rồi rừng, rồi tất cả cái chuyển đổi đất lúa thì mình sẽ có quy hoạch sống. Rồi cái việc bước này là bước quan trọng nhất, sau đó rồi là sẽ có cái việc liên quan tới là cái thủ tục để mà cái triển khai các cái bước là trong quá trình kêu gọi đầu tư. Không như trước đây là chúng ta cũng vẫn họp thúc đẩy tiến độ nhưng nó không sát mặt. Hiện nay ví dụ như một tổ có một cái danh mục mấy chục cái dự án đấy thì bản thân cái tổ đấy là phải giám sát thường xuyên liên tục,
cập nhật tình hình, giải quyết khó khăn. Và khi đã chia nhỏ ra thế thì chúng ta có điều kiện để giám sát hơn. Mới đây, Thừa Thiên Huế đã tăng thứ hạng từ vị trí thứ 17 lên vị trí thứ 8 về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2021. Trong đó, các chỉ số được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao là chi phí không chính thức và chi phí thời gian. Đây là minh chứng cho những nỗ lực của quá trình cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư mà tỉnh Thừa Thiên Huế đang thực hiện. Tính đến nay, toàn tỉnh đã triển khai tiêm hơn 2,5 triệu liều vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ tiêm chủng đủ 2 mũi cơ bản trên 98% cho người từ 12 tuổi trở lên và 80,9% người đã tiêm mũi bổ sung đối với người đã tiêm 2 mũi vaccine Verocell, người suy giảm miễn dịch vừa và nặng, và chỉ hơn 50% người đã tiêm mũi nhắc lại lần 1. Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vaccine phòng COVID-19, hoàn thành tiêm liều cơ bản cho người từ 12 tuổi trở lên, tăng tỷ lệ bao phủ mũi bổ sung, mũi nhắc lại, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ra soát, đảm bảo đúng đối tượng và hoàn thành theo đúng tiến độ đã giao cho từng đơn vị. Phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân địa phương trong việc ra soát, lập danh sách và mời đến cơ sở tiêm chủng các đối tượng từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ 12 đến 17 tuổi và từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm chủng đầy đủ các mũi vaccine theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Thực hiện tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản vaccine phòng COVID-19 theo quy định, thường xuyên báo cáo kế hoạch tiêm chủng, số lượng vaccine còn tồn, tránh tình trạng tồn đọng vaccine cần hàng, hết hàng, gây lãng phí vaccine. Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn tiếp tục thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, đẩy mạnh hoàn thành thần tốc hơn nữa việc tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản, bổ sung và đặc biệt tiêm nhắc lại lần 1 cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản và bổ sung. Tiếp tục ra soát tiêm liều cơ bản cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi, đảm bảo hoàn thành trong quý 2 năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi ngay khi nhận vaccine. Đối với người đã mắc COVID-19 sau tiêm mũi 3 thì trì hoãn 3 tháng sau khi mắc COVID-19. Danh sách đề xuất tiêm chủng gửi về trung tâm y tế địa phương để lập kế hoạch triển khai ngay khi nhận vaccine. Huy động lực lượng công an, quân sự, đoàn thanh niên, các hội đoàn thể để hỗ trợ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn. Sáng nay, hơn 1.500 thí sinh bước vào kỳ kiểm tra đánh giá năng lực vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Do lượng thí sinh đăng ký tăng hơn 600 học sinh so với năm trước, nên kỳ thi năm nay được đánh giá là khó khăn hơn rất nhiều. Năm học 2022-2023, chỉ tiêu tuyển sinh của trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương vẫn giữ nguyên 360 học sinh, trong đó có một lớp tiếng Pháp. Phương thức tuyển sinh kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh tại hai hội đồng thi trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trung học cơ sở Chu Văn An, thành phố Huế. Bên cạnh những điều kiện bắt buộc như học sinh đăng ký dự thi là học sinh không bị lưu ban trong các năm học từ lớp 1 đến lớp 5, được xác nhận hoàn thành chương trình lớp học, có điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm đối với các môn học đánh giá bằng điểm số từ 7 điểm trở lên, các môn ngoại ngữ tin học tính từ lớp 3 trở lên. Riêng tổng điểm bài kiểm tra định kỳ cuối năm của hai môn toán tiếng Việt lớp 5 đạt 19 điểm trở lên. Với số lượng thí sinh đăng ký dự thi tăng cao so với mọi năm, kỳ thi năm nay được đánh giá có tỷ lệ chọi cao nhất từ trước đến nay. Theo đó, các em sẽ kiểm tra đánh giá năng lực môn toán tiếng Việt theo hình thức tự luận, thời gian 60 phút, thi trắc nghiệm ngoại ngữ, tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, thời gian lập bài là 45 phút. Học sinh được xác định trúng tuyển phải đảm bảo các điều kiện quy định và kết quả kiểm tra đánh giá năng lực học sinh, tổng điểm của các môn toán, tiếng Việt, ngoại ngữ tính từ cao xuống thấp cho đến chỉ tiêu giao. Đối với lớp tiếng Pháp, căn cứ vào mức tổng điểm của thí sinh đạt được và số lượng học sinh đăng ký dự tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét xác định điểm chuẩn, quyết định số lượng tuyển tối đa là một lớp theo chỉ tiêu. Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cách thức kiểm tra đánh giá sẽ phù hợp sát với kiến thức mà các em đã học ở cấp tiểu học. Vì vậy, việc tổ chức kiểm tra năng lực học sinh sẽ là cơ sở đánh giá đúng chất lượng và đảm bảo sự công bằng cho học sinh. Được biết, để phục vụ cho kỳ thi này, Sở Giáo dục và Đào tạo huy động trên 100 cán bộ, giáo viên làm giám thị và phối hợp với công an, y tế, nhân viên an ninh để làm công tác bảo vệ an ninh tại các điểm thi. Hưởng tháng hành động vì trẻ em và ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6, Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh và Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh tổ chức ngày hội thiếu nhi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tham gia ngày hội có gần 500 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đến từ 15 đơn vị cơ sở bảo trợ trẻ em. Ngày hội thiếu nhi năm 2022 được tổ chức sau thời gian dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Sân chơi đã thu hút đông đảo các em đến vui chơi. Tại đây, các em thiếu nhi được tham gia hội trại với nhiều hoạt động hấp dẫn, kỹ năng phong phú như thi thổ, tài năng trang hoàng, sinh hoạt trại.
tham gia hội thao vui khỏe với những trò chơi sống động lý thú, các sân chơi dân gian như nhảy sạp, nhảy bao bố, sinh hoạt dân vũ, trải nghiệm kỹ năng mỹ thuật vẽ tranh, tô tường. Ngày hội có sự tham dự động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể địa phương và nhiều tổ chức hội đoàn, nhà hảo tâm đã đến tặng quà, chung vui cùng các cháu. Việc duy trì thường niên sự phối hợp của ba đơn vị đã làm nên một sân chơi giao lưu lành mạnh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngày hội đã tạo ra một hoạt động thiết thực bổ ích cho các em nhân tháng hành động vì trẻ em, góp phần giúp các em phát triển toàn diện. Ủy ban nhân dân huyện A Lưới tổ chức tuyên dương khen thưởng vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31 và các tập thể cá nhân tham gia Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 14. Trong số trên 950 vận động viên của Đoàn Thể thao Việt Nam, cầu thủ Hồ Thanh Minh là người dân tộc Tà Ôi của xã Lâm Đợt, huyện A Lưới, đã xuất sắc cùng với đội tuyển U23 Việt Nam bảo vệ thành công huy chương vàng và giành về chức vô địch nội dung bóng đá nam cho đội tuyển. Đối với các tập thể cá nhân tham gia Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 14 năm 2022 tổ chức tại huyện miền núi Nam Đông, lần này đơn vị huyện A Lưới đã xuất sắc mang về thành tích nhất toàn đoàn với 5 nội dung đạt giải nhất trên tổng số 6 nội dung được tổ chức thi đấu tại ngày hội. Dịp này, Ủy ban nhân dân huyện A Lưới đã trao tặng giấy khen cho các tập thể cá nhân tham gia Ngày hội văn hóa thể thao và du lịch các dân tộc miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế và tưởng thêm 5 triệu đồng tiền mặt đối với tiền đạo Hồ Thanh Minh, người dân tộc Tà Ôi, đã ghi tên mình cùng với đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam mang về chức vô địch danh giá, đóng góp quan trọng vào thành tích chung cho nền thể thao của nước nhà tại SEA Games 31 năm nay. Trường Trung cấp Thể dục Thể thao phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức tuyên truyền lưu động giới thiệu về thân thể sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, các học sinh của Trường Trung cấp Thể dục Thể thao được xem các phim tư liệu với các chủ đề theo chân Bác, hệ thống di tích quốc gia đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế, qua đó hiểu hơn về con người, sự nghiệp của Bác, đặc biệt là khoảng thời gian người cùng gia đình sinh sống và học tập ở Thừa Thiên Huế. Đặc biệt, các em còn được tham gia cuộc thi Tuổi trẻ Trường Trung cấp Thể dục Thể thao với Bác Hồ. Đây là cuộc thi được tổ chức dưới hình thức rung chuông vàng với bộ câu hỏi liên quan đến cuộc đời của Bác. Đây là hình thức tuyên truyền rất đặc biệt, tạo hứng thú giúp các em học sinh chủ động tìm hiểu thông tin, qua đó các em sẽ có nhiều kiến thức bổ ích hơn, càng yêu quý hơn vì cha già của dân tộc. Tuyên truyền về thân thể sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh là hoạt động được Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh tổ chức thường xuyên, đặc biệt là trong tháng 5 kỷ niệm sinh nhật Bác và hướng đến kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Thưa quý vị, thành phố Huế từ lâu nổi tiếng là thành phố của cây xanh, trong đó có hơn 600 cây cổ thụ được đưa vào hệ thống quản lý đặc biệt. Cùng với một tầm nhìn về quy hoạch thì văn hóa ứng xử đối với cây xanh cũng đã tạo nên sự khác biệt trong việc gìn giữ và phát triển mảng xanh cho thành phố. Những kinh nghiệm của thành phố Huế cũng được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, tiêu biểu như việc di dời để bảo tồn các cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi cũng là một chuyện hiếm gặp trong các đô thị hiện nay. Sau khi di dời và cứu sống cây xa cư số 13 hơn 100 năm tuổi bị bão số 13 năm 2020 quật ngã, mới đây Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế tiếp tục di dời thêm một cây xa cư cổ thụ hơn 150 năm tuổi nằm trước mặt di tích Phu Văn Lâu đến công viên Phủ Xuân 2 cạnh cửa nhà đồ. Ước tính cây xa cư cổ thụ này có tuổi đời khoảng 150 năm tuổi, có chiều cao khoảng 20m, đường kính 2m, được đánh số quản lý 59 và có độ nghiêng về phía hướng đường Lê Duẩn. Việc di dời cây xa cư này nhằm đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông cũng như cả công trình kiến trúc, hệ thống di tích trên trục đường Lê Duẩn. Điều này cho thấy rằng chính quyền thành phố Huế rất quan tâm đến vấn đề công tác bảo tồn và ứng xử văn hóa với cây xanh, nhất là những cây xanh cổ thụ. Bão năm 2020 thì về phía trung tâm cũng đã có đổ một cây xa cư số 13, thì chúng tôi cũng đã được lên ủy ban thành phố thì chúng tôi cũng đã trồng dừng lại, và hiện nay cây qua gần 2 năm thì cây cũng sinh trưởng và phát triển tốt. Thì qua những cái kinh nghiệm của cái cây di dời của cái cây xa cư số 13 đó thì chúng tôi đã rút ra được những kinh nghiệm như là cắt sửa những cái vết, những cái hệ rễ, đảm bảo những cái rễ không được xây xước và bôi keo chống thấm, chống bụi mọc xâm nhập. Hiện thành phố Huế có hơn 65.000 cây xanh với hơn 60 chủng loài, trong đó có hơn 600 cây cổ thụ được đưa vào hệ thống quản lý đặc biệt. Trước đó, năm 2016, Huế được Quỹ Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới WWF chính thức công nhận thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố xanh quốc gia của Việt Nam. Chương trình thành phố xanh quốc tế là một sáng kiến của WWF nhằm kêu gọi các thành phố trên khắp thế giới cùng hành động vì môi trường, xây dựng các kế hoạch để thích ứng với biến đổi khí hậu.
việc nỗ lực bảo tồn và phát triển cây xanh của thành phố Huế trong thời gian qua được các tổ chức quốc tế đánh giá cao. Với cái nỗ lực của Thừa Thiên Huế, Huế rất là một màu xanh, thì tôi thấy đấy là một cái cơ hội để Huế giữ mãi cho trong lòng người dân Huế, mà cũng là làm mô hình điểm cho những nơi khác ở trên toàn quốc, và cũng giống như những cái đất nước khác. Chúng tôi lấy ví dụ như ở thành phố Munich của Đức chẳng hạn, thì họ là một cái thành phố mà Huế đang đi theo hướng đấy, tức là vào thành phố thì chỉ có một màu xanh. Thì màu xanh đấy nó không phải là để lại cái, nó sẽ có thể là hấp thụ carbon và nó tạo ra cái nguồn oxy tốt đẹp cho người dân khí hít thở không hẳn, rồi nó tạo ra điều kiện cho thu nhập Thừa Thiên Huế là thu hút du khách họ đến Huế, họ thưởng thụ ngoài những cái giá trị văn hóa thì họ thưởng thức những cái giá trị về vấn đề xanh sạch của Thừa Thiên Huế. Ngoài giá trị tinh thần, cây xanh đô thị Huế còn là vấn đề đang được mọi người quan tâm, nhất là trong bối cảnh đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Cây xanh không chỉ đóng vai trò quan trọng trong đời sống con người mà còn cải thiện môi trường, cảnh quan đô thị. Đặc biệt, Huế là thành phố di sản, thành phố du lịch. Hệ thống cây xanh của thành phố hàng chục năm nay luôn được gìn giữ, bảo tồn và phát triển. Hiện mật độ cây xanh ở thành phố Huế được xếp vào hàng nhất nhì của cả nước với tỷ lệ 13,30 m² một người. Để đáp ứng yêu cầu phát triển mở rộng của thành phố, góp phần tạo sự chuyển biến hài hòa giữa khu vực thành phố hiện hữu và khu vực thành phố mở rộng, Trung tâm Công viên Cây Xanh Huế đã xây dựng kế hoạch trồng cây xanh khu vực thành phố mở rộng với gần 41.600 cây xanh các loại. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.